Hiện nay, bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, chiếm tới 31% tổng số ca tử vong. Tại Việt Nam năm 2016, có tới 31% tổng số ca tử vong do bệnh tim mạch, tương đương với 170.000 người tử vong. Bệnh tim mạch bao gồm bệnh mạch vành, hay nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hay đột quỵ, tăng huyết áp hay cao huyết áp, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh thấp tim, bệnh tim bẩm sinh và suy tim. Các nguyên nhân chính của bệnh tim mạch là sử dụng thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, chế độ ăn uống không lành mạnh và sử dụng rượu bia ở mức độ nguy hại. Vì vậy, hầu hết các bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được bằng cách giải quyết các yếu tố nguy cơ hành vi này. Một số bệnh lý tim mạch phổ biến phải kể đến như bệnh mạch vành. Bệnh mạch vành là bệnh của động mạch nuôi tim, biểu hiện gồm đau thắt ngực ổn định, đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim. Theo ước tính, hiện có khoảng 8,9 triệu người tử vong mỗi năm do bệnh động mạch vành. Theo số liệu của Viện Tim mạch Quốc gia, tỷ lệ bệnh mạch vành tăng dần qua các năm. Các bệnh mạch vành chiếm từ 11 đến 36% trường hợp tử vong. Ngày nay, bệnh động mạch vành cũng có dấu hiệu trẻ hóa và xuất hiện ở người gầy. Tai biến mạch máu não. Não là một trong những cơ quan nhận máu nhiều của hệ tuần hoàn và các tế bào thần kinh là những tế bào nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy nhất. Chỉ cần thiếu oxy 5 phút là các tế bào não sẽ chết và không có khả năng hồi phục. Bệnh tim bẩm sinh. Cho đến nay, bệnh tim bẩm sinh là bệnh hay gặp nhất ở Việt Nam. Các chuyên gia tim mạch ước tính rằng có khoảng từ 1 đến 2% các bé sinh ra mắc bệnh tim mạch bẩm sinh từ nhẹ nhất như là còn ống động mạch đến nặng nhất là hoán vị đại động mạch. Ước tính rằng có khoảng trên 50 tổn thương tim bẩm sinh. Hiện tại luôn có khoảng hơn 100.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đang chờ mổ. Phình động mạch chủ bóc tách. Phình động mạch chủ bóc tách, nhất là phình động mạch chủ ngực, là một biến chứng rất nặng của phình động mạch chủ. Bệnh nhân có thể bị đau ngực dữ dội đến ngất đi, có nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong ngay trong giai đoạn bệnh mới bắt đầu. Bệnh viêm cơ tim. Bệnh viêm cơ tim có thể gây ra tình trạng đột quỵ. Bệnh có thể xảy ra ở người khỏe mạnh trước đó không hề bị bệnh tim. Rối loạn nhịp tim. Nhịp đập của tim bình thường ở người trưởng thành sẽ nằm trong khoảng từ 60 đến 100 lần trên mỗi phút. Rối loạn nhịp tim là tình trạng bất thường về tần số tim như quá nhanh, lớn hơn 100 nhịp trên phút, quá chậm, dưới 60 nhịp trên phút hay nhịp tim không đều. Bệnh van tim. Đây là tình trạng bệnh lý của tim biểu hiện dưới hai dạng tổn thương chính là hẹp van tim và hở van tim, hoặc có thể xuất hiện tình trạng một van tim có hai tổn thương cả hẹp và hở van tim. Và tử vong tim mạch thì rất là nhiều nguyên nhân. Thì trong đó thì có những cái nguyên nhân chủ yếu đó là nhồi máu cơ tim và thứ hai là rối loạn nhịp. Thế nhồi máu cơ tim thì nó là dạng đột quỵ, tức là do cục máu đông hình thành ở trong lòng mạch vành như tôi vừa chia sẻ. Nhưng loại thứ hai thì thậm chí là mạch vành hoàn toàn bình thường, không có đột quỵ về tim mạch nhưng mà vẫn tử vong. Đó là do bệnh nhân có rối loạn nhịp. Nguyên nhân có thể do những bệnh di truyền, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi chẳng hạn đã bị đột tử rồi. Hai là do những bệnh lý mắc phải, chẳng hạn như là bệnh nhân người ta có những viêm cơ tim, bệnh nhân có nhiễm trùng nặng, hay là bệnh nhân có những cái bệnh cơ tim phì đại, đặc biệt là bệnh lý van tim, suy tim chẳng hạn, thì nó tử vong này không phải do cục máu đông mà do cái loạn nhịp mà gây ra bị đột tử. Vâng, và chúng ta có thể thấy rằng là một người mà có tiền sử đột quỵ thì có cái nguy cơ hình thành cục máu đông cũng cao, đúng không thưa bác sĩ? Vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn cái nguy cơ này đối với lại những người bệnh tim mạch và những người bệnh mà có tiền sử đột quỵ ạ? Vâng, khi bệnh nhân đã có tiền sử đột quỵ, tức là bệnh nhân đã có các yếu tố để hình thành ra cục máu đông, hình thành ra mảng vữa xơ gây ra cục máu đông. Vì vậy là nền bệnh nhân đã có rồi. Ngoài ra thì khi bệnh nhân đã có bệnh lý rồi thì các cái mảng vữa xơ rồi các cái bệnh lý khác vẫn tồn dư bên cạnh cái bệnh lý cũ đó. Như vậy là một bệnh nhân khi bị đột quỵ rồi thì sẽ có hai cái nguy cơ kèm theo. Một là nó sẽ phát triển từ các cái yếu tố cũ, và thứ hai là có những cái mảng vữa xơ, có những tổn thương mới, nó luôn đi song hành với cái đột quỵ cũ, với cái tổn thương cũ. Vì cái đột quỵ rồi là cái cục máu đông đó thì nó hình thành là trên cả cơ thể, bị một chỗ tức là nó phản ánh là cái cơ thể đó là có vấn đề trên toàn thân, là cái chuyện có thể xảy ra ở các bệnh lý khác. Ví dụ khi anh đột quỵ não rồi thì cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng lên, hoặc ngược lại khi anh bị nhồi máu cơ tim rồi, bị đột quỵ rồi, mạch vành rồi thì đột quỵ não cũng tăng lên trong quá trình theo dõi. Để phòng ngừa việc hình thành của các cục máu đông, ta cần duy trì một thói quen lành mạnh, kiểm soát tốt các chỉ số huyết áp, đường máu, cố gắng duy trì ở mức bình thường hoặc có thể chấp nhận được, duy trì mức độ cholesterol ở ngưỡng an toàn bằng việc ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn với hàm lượng chất béo bão hòa, cholesterol và muối thấp, tập thể dục thường xuyên, giảm cân, ngừng hút thuốc lá. Vâng, như tôi cũng vừa chia sẻ, thì cục máu đông là có hai cơ chế chính. Thứ nhất là cơ chế của mạch máu, nó bị mảng vữa xơ. Vì vậy, mà mảng vữa xơ thì bản chất của nó là do các cái tích lũy của lipid máu, do tổn thương của mạch máu.
Vì vậy chúng ta phải có những cái lối sống lành mạnh. Đó là gì ạ? Tập thể dục điều độ. Người ta khuyến cáo là một tuần phải 5 buổi, mỗi buổi ít nhất là 20 phút. Nó tốt cho tim mạch, tốt cho chuyển hóa, tốt cho mỡ máu. Cái thứ hai là chế độ ăn uống. Thì chúng ta cũng đã biết rồi là phải ăn nhiều các cái chất rau, chất xơ, hạn chế các cái đồ mỡ, các đồ đạm quá nhiều, rồi uống rượu bia. Và thứ ba là các cái chế độ mà chúng ta phải giảm cân. Lối sống thì tránh tĩnh tại, rồi là tránh các stress, thì cái stress nó làm tăng cái tổn thương của mạch máu. Và đương nhiên là khi mà chúng ta đã chẩn đoán được các cái bệnh tim mạch, vữa xơ, đái đường, béo phì dẫn đến máu, chúng ta phải điều trị rất là triệt để. Và cuối cùng chúng ta phải định kỳ kiểm tra theo dõi, vì cái cục máu đông trên nền vữa xơ rất thầm lặng, chỉ có định kỳ kiểm tra thì chúng ta mới có thể tình cờ phát hiện ra và điều trị một cách triệt để. Cái nguyên nhân thứ hai là cục máu đông nó hình thành là do rối loạn ở trong cái quá trình ở trong lòng mạch máu, yếu tố đông máu, đặc biệt người ta gọi là rung nhĩ. Trong cái bệnh lý tim mạch thì có cái nhĩ nó bị rung lên, nó không có bóp đều đặn, và từ đó nó hình thành rối loạn cái dòng máu đó và hình thành cục máu đông ở trong cái nhĩ. Và khi mà nó dòng máu ra khỏi tuần hoàn thì nó sẽ bắn cục máu đông đó lên các cơ quan, đặc biệt là não, và tỷ lệ đột quỵ não mà do cục máu đông từ cái tim bay ra rất là nhiều. Và vì vậy chúng tôi tất cả những bệnh nhân mà có rung nhĩ là phải dùng thuốc chống đông để ngăn ngừa cái hình thành cục máu đông trong tim, để ngăn ngừa cái việc nó di chuyển lên não để gây đột quỵ não. Tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh tim mạch là gì mà bác sĩ sẽ đề xuất các biện pháp điều trị thích hợp. Dưới đây là một số phương pháp. Thay đổi lối sống, đây là phương pháp đơn giản nhất nhưng đòi hỏi sự kiên trì từ bệnh nhân. Điều này bao gồm việc lựa chọn chế độ ăn uống ít chất béo và natri, thực hiện thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày trong tuần, từ bỏ hút thuốc lá, hạn chế việc uống rượu bia, sử dụng thuốc. Trong trường hợp nhiễm trùng, bác sĩ có thể kê đơn các loại thuốc kháng sinh. Lựa chọn loại thuốc sẽ phụ thuộc vào loại bệnh tim cụ thể của từng bệnh nhân. Phẫu thuật tim. Nếu thuốc không có hiệu quả trong điều trị tim, bác sĩ có thể đề xuất phẫu thuật tim. Các phương pháp can thiệp và phẫu thuật tim mạch bao gồm nong mạch, cắt động mạch, bắc cầu động mạch, máy tạo nhịp tim nhân tạo, thay thế van tim, cắt nội mạc động mạch cảnh. Khi đã mắc bệnh tim mạch rồi thì các cái thuốc tim mạch ấy, thì đều là những thuốc mà tác dụng phụ rất là ghê. Và bệnh tim mạch thường là thầm lặng, và chúng ta cần phải theo dõi để mà mỗi một cái lần kiểm tra thì bác sĩ lại phải khám tổng thể để chỉnh thuốc làm sao vừa đảm bảo hiệu quả mà vừa đảm bảo an toàn. Thế chẳng hạn là tôi nói ví dụ như dung nhĩ, chúng ta dùng thuốc chống đông chẳng hạn, thì thuốc chống đông đó là cái thuốc mà nó gây chảy máu, đặc biệt là chảy máu não và chảy máu đường tiêu hóa. Thế vừa rồi sáng nay tôi gặp một bệnh nhân dung nhĩ dùng thuốc chống đông vào rất là mệt, huyết áp tụt xuống mặc dù đang cao, thì hóa ra là bệnh nhân dùng thuốc chống đông là bị xuất huyết tiêu hóa. Nhưng mà từ từ người bệnh không cảm giác thấy gì cả, chỉ thấy mệt thôi, lại cứ ở nhà. Vì vậy mà khi bệnh tim mạch rồi mà có dấu hiệu gì đặc biệt là phải đi viện ngay. Cái thứ hai là bệnh mạch vành chẳng hạn, thì chúng ta dùng các thuốc aspirin. Thì aspirin là thuốc mà nó cũng tránh ngăn ngừa tạo ra cục máu đông, thì nó cũng không chảy máu. Thế nên là nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ dùng tràn lan không theo dõi, thì chính cái thuốc đó lại là gây tác dụng phụ rất là nhiều cho bệnh nhân. Nên là cái việc bệnh tim mạch dùng thuốc là con dao hai lưỡi, và cần phải được bác sĩ kiểm tra đánh giá định kỳ. Hôm nay có thể dùng được, nhưng thậm chí là sau một vài ngày lại không được dùng được vì tác dụng phụ của thuốc.